Thế nào? Không để gạc lên là kinh dị đấy. Kinh dị á? Nhưng mà mặt ngắn con chịu khó cứ một tuần hoặc 5 ngày con đi một lần cho nó nhanh hết. Nó không kịp sản sinh ra ấy. Nhớ một điều là con phải buộc cái tóc lên, nhớ chưa? Không cái mồ hôi và cái ở cái tóc rất chi là bẩn. Cố gắng lên. Nhất định con gái là mình phải sạch mụn. Bao giờ có nhu cầu làm răng nữa cô chỉ cho chỗ liềng đẹp lắm, con cô đang làm. Răng con không liềng nữa. Liềng được con ạ, nhổ bớt chưa? Nhổ con là ngày xưa còn bị tai nạn nữa. À. Thế là bây giờ bị ấy rồi hả? Ừ. Vít hàm rồi, khổ thân. Cố gắng lên con. Thế cả con bị khô lợi. Ừ. Là bác sĩ xưa người ta có khuyên là nếu mà muốn thì bây giờ phải cắt hết. Vâng. Lại tai nạn lại lại vít hàm nữa. Cố gắng lên con. Cố gắng mụn lên là cô. Cho chị phải béo đi. Cố gắng lên con. Bạn bảo bạn đi một lần ở nhà mình rồi thấy đỡ nhiều phải không? Đây là buổi thứ hai đấy. Ngân giới thiệu đi. Ngân giới thiệu. Ngân à? Ngân à? Hả con? Ngân à? Dạ. Bạn Ngân à? Bạn Ngân mở lẻ đấy cô. Con không biết. Chắc được. Bạn đấy cũng là mặt nhà mình. Ừ. Ngân nào đến không chị? Có. Hôm nay em nào đến rồi. Ừ. Chạy xe nó. Gì cơ? Hôm đấy chạy xe à? Không... Hả? Không nhớ, chị Linh không nhớ đâu. Mi chạy, không nhớ đâu. Hỏi em. Ninh giờ còn chả nhớ yêu ai kia, lại còn nhớ mấy cái con mụn nữa. Linh chỉ nhớ ức gà, đậu này. Chúc đôi xem. Nhớ rồi đấy. Tao nhớ là con Mai nó bảo mấy ta là chị Linh chị lấy anh Minh nhờ con, tao nhớ rồi. Nắm vào con chẳng nhớ gì cả quá. Kệ chị. Thật. Nhớ hộ. Mai nhớ hộ. Tao lại xui thằng Minh là đứa nào đến nhà con Linh hỏi cưới cho quả mìn. Cắn lên con. Mụn to thật. Mụn sau nhớ ướt lạc chứ. Ướt lạc không được. Rất là vui mấy. Nào vào vui mấy. Thế là mi nó bay ngày nào? Cùng bay con luôn. Không ai nó lên. Ôi tưởng cô kể con nghe rồi. Không, cô vừa gọi điện mà. Cô đi cùng con, cô gọi điện mà. Cô đi đâu? Cô đi ấy đây. À đấy à. Cô gọi điện bảo là nếu không đi thì... À, đấy là người khác. À, không phải My à? Không. My, à, đấy là nhờ, cử bạn đi vào thu hồi công nợ của nhân sinh. Nhân sinh đang hẹn làm việc. Bao lâu rồi? Này, nhìn này, nhìn thì con mụn mà nó không lên đây này, nhìn đây này. Xem lần này nó không lên nữa không? Nhìn đây này. Ừ, thấy chưa? Đấy, này. Con mụn nì thật.
phải dùng đến biện pháp mạnh. Bạn này còn bị dòng mụn em mai cơ. Mụn này uống giải quyết gì rồi. Mụn này rất chi là cứng. Cô đã dạy bạn Mai với cả Duyên rồi đấy, nhớ chưa? Nhớ chưa? Cô giáo người Anh thấy cô lặn mụn phê quá. Cô giáo người Anh kể là ở bên đấy mà mụn đi lặn mụn nên là 150 đô. Cô giáo người Anh coi nhà chia sẻ clip mụn của cô. Ghê, phụt ghê. Gắng lên con. Cố gắng lên con. Cố gắng lên để cô làm cho. Cái mụn này thì bác sĩ đang cho con uống kháng sinh hay thuốc nội tiết? Con không uống được thuốc điều chỉnh nội tiết ấy. Nên là bác sĩ cho con một cái thuốc nó kiểu điều tiết cái bã nhờn thôi. Cái đấy con uống thì sao lại khó sinh con. Con phải dừng ngay. Còn thuốc cái mụn này của con là phải mụn nội tiết. Mụn này của con là mụn nội tiết đấy. Nhưng mà con không uống được thuốc nội tiết ấy, tại vì là con còn đang điều trị cái khác nữa. Không sẽ bị ảnh hưởng. Mẹ nắm bệnh thế hả con? Mụn này là phải điều tiết. Bạn này có uống thuốc nội tiết, nếu là có Âu sẽ cho uống Maxilon. Chỉ có mỗi cái đấy an toàn nhất. Cứng hay là cứng, cái nhà cũng phải gãy tung ra mới lấy được. Cố gắng nhé.
Đi đâu? Hay quá. Có tiền rồi, bà con ơi, lúa rồi. Không, không có, gọi cô nhá, con ở gì đấy đấy. Ngồi luôn đấy. Đấy. A Di Đà Phật. Đến giờ mình hiểu quá. Em đây cho cô xem này. Nhớ là không được cho tay lên mặt cậy nhé con nhé. Con mà cho lên mặt cậy là hỏng cái da đấy. Tưởng không có mà nhiều không tưởng. Có mang mặt lạ than chì mới đi đắp cho chị con. Dạ. Có mang mặt lạ than chì dưỡng con ạ. Bình thường chị này hay đắp tiêu viêm. À, hay đắp tiêu viêm à? Không, chị bây giờ đắp trắng sáng. Bây giờ có mụn đâu mà đắp tiêu viêm. Có mang mặt lạ than chì đi. Cứng thế này. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật lên. Ôi nó cứng thế này. A Di Đà Phật lên. Hay không? Thấy chưa? Đúng là vừa lấy mụn vừa tụng kinh của khác. Nhiều thế này cơ mà. Đeo muốn nên gãy cái tai.
mặt lạ khách được chưa rửa rồi con. Sâu không? Mai thấy chưa? Này. Vàng ươm. Đây còn ngập ở trên đây. Đây mới buổi thứ hai mà đã đỡ nhiều này rồi đấy. Con mang miếng gạc đi dễ đắp Yến ạ. Chị đau giỏi ghê đấy. Chỗ nào đau lắm mới rớt nước mắt thôi. Chứ không thì cô làm cũng chịu nhịn. Sáng mai ca ai đi chợ? Mai quen rồi, mai dẫn hai. Mai dẫn hai bạn đi chợ, bạn mua đồ về. Về làm bánh tráng trộn luôn cả. Đặt ở trong Sài Gòn. Nhiều quá. Nào đẹp trai đi đâu đấy? Hôm nay chúng nó chê mày xấu, chị bênh em suốt. Cảm ơn chị. Chị tốt bụng thật. Già còn tốt bụng. Chán thế chứ nhỉ, còn chán thế chứ lại còn chơi giá nữa chứ nhỉ. Khen đi chứ. 6 năm nay mình chơi, bạn chơi với mình 6 năm nay mình không già thì không biết mình trẻ với ai mà bây giờ bạn lại chê. Chán thật, 6 năm nay Khải Ngọc vẫn như thế. Hình như là cái nhà này có dớp ấy. Nói bé không khách biết. Hình như là khách nào chăm sóc da mặt ở đây lâu lâu cũng kiểu hấp hấp giống chủ là một với hai, không có người yêu. Chán thế. Nhân viên ở đây còn ế này. Đẹp quá nhỉ. Hỏi lại lần nữa này, tóc đẹp không? Mới lần đến đây một màu ạ. Lần đến một màu. Toàn màu mình thích thế có chứ. Hay quá. Cố gắng lên con gái. Sắp xong rồi. Nặn vui vài con ở trên trán này thôi con. Nỗ là nó lên mủ rồi mà vẫn còn phải giặt nữa. Cho cái chạy máy ra. Em cắm điện đi chị nhé. Hai máy đâu sao không mang đi. Em mang ra dùng. Có máy nữa hả? Ừ. À, ở dưới cái nhà. Cái tiền này cả hộ đi nhé. Ừ. Ở dưới nhà ấy. Để đi.
Chuyện gì chứ? Linh máy móc Linh đầy. Gọi cho chị Linh không được thì gọi cho em. Không, yên tâm chị gọi em lại gọi cô thôi. Mày không biết giải quyết như nào. Ở đâu ấy chị? Ở trong tủ trắng.